Xin chào tất cả quý vị và anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em là Song Thảo. Hôm nay thì em có một chiếc xe Lexus RX450H phiên bản xăng và điện. Chiếc xe này rất là đặc biệt và nó cực kỳ đẹp. Sản xuất năm 2009 nhưng mà nó mới như những chiếc xe mà sản xuất năm 2017-18 vậy. Bây giờ thì em sẽ cùng với mọi người để kiểm tra xem chiếc xe này nó đẹp như thế nào nhé. Chiếc Lexus RX450H này có một cái điều mà đặc biệt nhất để cho tất cả mọi người đều phải nhòm ngó đến nó chính là phần động cơ. Động cơ của nó sử dụng động cơ xăng và điện. Cái này thì rất là nhiều anh chị chưa hiểu, thì em xin nói qua một chút. Cái phần động cơ xăng điện này nó chính là một phần động cơ xăng và một phần động cơ điện. Nó không phải là xe chạy bằng điện và cũng không hoàn toàn chạy bằng xăng. Nó sẽ có hai động cơ khi mà các anh chị chạy ở cái tốc độ dưới 50 km/h thì chiếc xe này sẽ sử dụng động cơ điện và nổ rất là êm, nhẹ nhàng và không hề tốn nhiên liệu. Nếu như mà trên tốc độ 50 km thì chiếc xe này sẽ sử dụng động cơ xăng. Khi đó thì sẽ không dùng động cơ điện nữa để đảm bảo cho cái việc vận hành của nó được êm ái. Hơn nữa là chiếc xe này sẽ tiết kiệm được rất nhiều nhiên liệu khi mà anh chị sử dụng để chạy trên đường. Chiếc xe này nếu như chạy đường ở phố mà mình chạy dưới tốc độ 50 km thì chiếc xe này chỉ tiêu hao khoảng tầm 4 lít xăng thôi ạ. Khoảng 4 lít xăng nhé quý vị nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đây là một trong số những chiếc xe mà em thấy nó còn rất là đẹp so với những chiếc cùng đời và cùng phân khúc với nó. Điển hình như nếu như anh chị muốn mua được một chiếc RX350 hoặc 450H như thế này mà đẹp được như chiếc này thì thật sự là không có nhiều trên thị trường đâu ạ. Rất là ít thôi. Thị trường 450H đã rất là ít mà bây giờ lại đẹp được như thế này thì lại càng hiếm hơn. Ngoài việc bán xe ra thì bên em vẫn thu mua lại tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, từ đời sâu cho đến siêu lướt. Tất cả các dòng xe ưu tiên đời cao và không làm xe lỗi nhé quý vị nhé. Nếu như anh chị mua xe của em thì bên em sẽ được đảm bảo và cam kết văn bản rõ ràng cho anh chị. Xe không đâm va, không nước, không bổ máy. Và xe thì được cam kết bằng văn bản rõ ràng. Tuy nhiên sau khi nếu trong quá trình sử dụng mà anh chị mua xe của bên em về, nếu như mà bị đâm va hoặc ngập nước thì em cũng xin nói luôn em từ chối mua lại tất cả những cái xe đó. Còn lại thì nếu anh chị cứ sử dụng như bình thường thì em chắc chắn sẽ mua lại với giá cao nhất trên thị trường. Tuyển đầu vào của bên em rất là ngặt, cho nên là khi đầu ra em đảm bảo được cho quý khách hàng của bên mình và tự tin bán những chiếc xe của mình. Nếu như xe mà bị đâm, bị va, bị lỗi thì bên em không mua nhé quý vị nhé. Tiện đây thì nếu như quý vị có anh chị nào hoặc là có người thân, người quen nào muốn bán một chiếc xe nào hoặc là đổi các chiếc xe của mình đang đi lấy một chiếc xe khác, hay là đơn giản là bán rồi mua xe khác sau, thì có thể giới thiệu cho em nhé. Em có thể mua xe toàn quốc luôn và thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy ý anh chị muốn ạ. Quay trở lại với chiếc xe ngày hôm nay. Xe này của em màu đen, nội thất cũng là màu đen luôn, rất là mới. Như bây giờ là chiếc xe này đang được nổ máy đấy ạ. Nhưng mà đứng gần thì chắc chắn luôn là không ai có thể biết được là chiếc xe này đang nổ máy luôn. Tại vì nó đang nổ bằng động cơ điện. Sau khi mà nó sử dụng hết cái phần điện dự trữ sẵn thì khi đó nó mới nổ xăng đấy. Nó mới dùng động cơ xăng để nổ, để nạp điện tiếp. Có hai màn hình gối ạ. Hai màn hình gối. Có cửa sổ trời và trần xe thì màu ghi, rất là sáng và sạch. Ngồi trên chiếc RX thì rất là nhiều anh chị ưng, tại vì là form dáng của nó rất đẹp và hơn nữa nó rất là dư giá trong cái tầm tiền phân khúc xe sang. Từ RX350 đến RX450H đều rất là dư giá nhé mọi người nhé. Tại vì phân khúc của nó, cái dáng vẻ của nó rất là đẹp. Đó. Đây là toàn bộ khung cảnh trong khoang lái của chiếc xe. Cần số vô lăng thiết kế rất là hợp lý cho người lái. Ngoài ra thì chiếc xe này còn được trang bị thêm rất nhiều những cái option đồ chơi theo xe.
Đó chính là gồm có thêm cốp điện này, cái gương, ngay cả cái gương này ạ, khi mà anh chị cài số lùi nó sẽ tự gập xuống để anh chị có thể nhìn phía bên dưới. Đây là ghế phụ của chiếc xe. Đó. Trên chiếc xe này thì được trang bị thêm vô vàn những cái tính năng khác để cho người lái có thể sử dụng nó thuần thục hơn. Đây là một con chuột ạ. Đấy, chuột thông minh, rất là tiện lợi. Cần số thiết kế rất là vừa với người lái. Ở đây thì có 3 vị trí nhờ ghế, chỉnh ghế 14 hướng nha quý vị nhé. Và gương gập điện, chỉnh điện. Có ra lệnh bằng giọng nói, rồi thì ga tự động cruise control. Kết nối điện thoại rảnh tay. Đây là có đề nổ start stop. Phần táp lô táp ly này thì còn rất là mới và đẹp ạ. Trong cái tầm tiền và trong cái tầm xe như này thì rất khó tìm được một chiếc xe nào hợp lý hơn. Đây các anh chị có thể nhìn rõ cái phần đồng hồ táp lô này. Xe này của em chạy được 11.000 km ạ. Đó. Xe thì đang báo bị non hơi một quả lốp nào đó. Và xe đang gần hết nhiên liệu. Đó, nó nhiên liệu là xăng nhá, nó báo nhiên liệu xăng ạ. Còn bên này là phần như đồng hồ bên này đây, mọi người có thể nhìn rất là rõ. Nó chạy bằng động cơ điện. Và khi qua 50 km thì nó sẽ chạy sang phần động cơ xăng. Bây giờ xin phép cho em được báo giá về chiếc xe này nhé. Hiện tại thì chiếc RX450H sản xuất năm 2009, chạy 11.000 km này, bên em đang rao bán trên thị trường với giá là 1 tỷ 160 triệu. 1 tỷ 160 triệu anh chị nhé. Động cơ hybrid. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip này của em. Cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ những clip sắp tới dành cho những xe, chiếc xe của em sắp tới sẽ về bên em. Thì em sẽ đăng clip nhé, mọi người sẽ xem được. Nhớ ấn đăng ký kênh của em nhé. Nếu như anh chị thường xuyên sử dụng Facebook hoặc Zalo thì có thể follow Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo, hoặc Zalo với số điện thoại em đang để trên màn hình. Mọi người có thể trao đổi trực tiếp với em qua Zalo hoặc Facebook đều được ạ. Em sẽ cập nhật được những chiếc xe mà sắp tới sẽ về bên em qua hình ảnh trước, sau đó sẽ gửi đến anh chị bằng video clip sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian cho em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.